khi mà hoa tàn mà cây nó không còn khả năng ra hoa tiếp nữa thì không. Xin chào các bạn. Lúc này những cái chậu hoa của các bạn đã hết hoa chưa, đã tàn chưa? Nếu mà tàn thì nhanh chóng cắt tỉa dọn nó đi để cho nó tái sinh lần hai. Đây là cái chậu hoa bữa trước mình cắt, mình cắm nọ rồi đây các bạn này. Bây giờ nó đang tái sinh lần hai đây, nó đang ra rất là nhiều lụ này. Khi mà hoa tàn mà cây nó không còn khả năng ra hoa tiếp nữa thì các bạn cắt hết đi cho mình. Cắt hết đi và để cái gốc ở dưới này cao khoảng độ 20 cm, sau đó là bón phân vào để tiếp tục cây nó sẽ hồi sinh, nó sẽ cho cái lứa hoa lần hai. Lụ rất là đẹp các bạn ạ. Còn nếu các bạn không cắt ấy, thì là cái hoa dược dược nó sẽ khô từ trên xuống dưới, sau này nó chỉ còn cái củ thôi. Là khi mà hết hoa mà điều kiện thời tiết lúc này nó vẫn đang còn mát mẻ thì chúng ta nên cắt cắt bỏ đi để cho nó tái sinh lần hai, cho nó ra cái đợt mầm mới, nó sẽ cho mình cái lứa hoa tiếp theo. Trên cây hoa nó sẽ lại cho một đợt hoa nữa rất là đẹp. Khi nó đã mọc mầm lên rồi là chúng sẽ sớm hình thành lụ. Hoa thực dược khi mà đã ra được cái mầm mà đã có lụ như này rồi thì những cái lá già ở phía dưới này các bạn có thể tỉa bỏ đi cho mình. Đấy. Vì cái lá già này, một là nó mang cái nấm bệnh, hai là sâu nó ăn lá nhìn nó không được đẹp. Chúng ta cắt bỏ đi. Bỏ đi nó không ảnh hưởng gì đến cây các bạn nhé. Nó già rồi. Mình cần đào thải đi để cho dinh dưỡng nó tập trung, nó nuôi những cái mầm mới và những cái lụ nó đang hình thành. Và sau này cây hoa nó phát triển là tốt lên thì nó sẽ có cái bộ lá mới, nó không còn những cái lá cũ nữa, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đây, thời tiết vẫn mát mẻ, chúng ta có thể tái sinh được lần hai. Nếu mà thời tiết nó còn mát nữa thì có thể tái sinh được lần ba, nhưng mà cái lần hai này là mình tái sinh được cho nó ra hoa một lần hai. Dọn hết những cái lá già đi các bạn. Khi mình dọn cái lá già đi thì nó sẽ lộ ra cái bộ lá mới của những cái mầm nó mới mọc, thì cái chậu hoa nó sẽ rất là đẹp, lại như mới luôn các bạn. Thì những cái lá già là mình cứ để thì nó cũng chả giải quyết được cái việc gì, trong khi đó mình rất cần cái dinh dưỡng để cho nó nuôi những cái mầm đang hình thành đây và đang có lụ đây, chúng ta rất cần dinh dưỡng. Đấy, nhìn đẹp chưa các bạn, tỉa qua một cái nhìn nó ngay ngắn, nó đẹp ngay. Những cái lá già này trước kia sâu ăn lá nhìn nó rất là xấu, và lấm phấn trắng nó còn đeo bám ở trên cái lá già. Mình cắt dọn hết đi, càng dọn đi thì cái tán nó càng thông thoáng, là những cái mầm nó có cái chỗ để nó vươn cành ra. Mình cứ để cái lá già đây thì nó âm u, nó che khuất hết các bạn. Và khi mà thời tiết mùa xuân này mưa lùm ẩm nó còn thối lá. Thối lá đây, những cái lá ở dưới này thối này. Đây những cái lá này này, mình để cái lá già này nó hay bị lấm phấn trắng các bạn. Không nên để, dọn hết đi. Thời gian nữa lại cho một đợt hoa rất là đẹp. Cái cây hoa được dược này mình trồng khi hết hoa lần một thì mình lại cho nó tái sinh lần hai. Một chậu hoa được dược chơi được rất là lâu các bạn, không như những dòng hoa khác. Những dòng hoa khác mình chơi nó tàn là mình bỏ đi, như hoa được dược này thì thời tiết cứ mát mẻ là mình lại cho nó ra hoa lần nữa. Thì cái lần sau này các bạn chỉ cần bón cho nó một chút phân LVK đầu trâu thôi, LVK đầu trâu 13 13. Mình thì mình cũng không bón đâu, cứ kệ lên tự nhiên. Như các bạn muốn nó đẹp thì bông hoa to đẹp thì các bạn bón cho nó, bón tưới cho nó. Mình không cắt bỏ cái lá đi thì nhìn cái cây nó sẽ rất là xấu. Lá già là những cái lá bị bệnh, bị sâu. Cắt cho nó thông thoáng thì nhìn nó đẹp ngay. Cái lấm phấn trắng này thường là xuất hiện trên cái lá già các bạn, đa phần là xuất hiện trên cái lá già, lá non không mấy khi nó bị.
Hôm trước mình cắt để mình bảo lấy mầm để mình dâm, nhưng mà thời tiết nó không thuận nên là cái cây nó mọc mầm ra đâu là nó lại có lụ lên đấy, cũng không có mầm mà dâm ở cái thời điểm này. Khi mà mầm nó ra cái là đã có lụ ngay rồi thì mình không dâm được các bạn. Con này nếu mà dâm thì trồng nó vẫn cho hoa được một lần, cho một lần nữa đến tầm tháng 3 mà nó nắng quá thì bắt đầu này cái hoa được dược nó sẽ xấu đi. Còn những cái vùng khí hậu mà mát mẻ thì quanh năm các bạn, quanh năm có hoa. Được dược này trồng nó rất là dễ, nó cũng khó. Mình cắt dọn nó đi thì cây hoa nó sẽ đẹp ngay. Đương nhiên nó lại thành một cái chậu hoa rất là tuyệt vời. Lúc này kiểu như là bonsai các bạn, lá nó ít nhìn như là bonsai. Sau này hoa nở rất là đẹp. Đây là những cây mình vừa cắt xong này các bạn, các bạn nhìn này, cái bộ tán của nó đẹp không, mới zin luôn, như là cây mới cho hoa lần đầu, rất là đẹp. Toàn bộ cái lá già mình sẽ cắt bỏ hết đi, thì một là mình loại bỏ được cái lấm phân trắng ở trên cái cây hoa, hai là cái cây hoa được dược nhìn nó sẽ lột xác, nó sẽ đẹp trở lại, nó không còn cái bộ tán rậm rịt ở phía dưới nữa. Và cái thời tiết miền Bắc mùa này là cái mùa lồm ẩm mưa xuân, thế mà cái lá mà nó dày thì nó chỉ để cho như là cái lấm phân trắng nó xâm nhập vào thôi. Các bạn cắt thì các bạn cứ dọn đi, cứ mạnh tay mà dọn những cái lá già đi, không rồi sau đâu nó sẽ vào đó hết, nó không chết đâu mà sợ. Đấy. Bao nhiêu dinh dưỡng lúc này nó sẽ tập trung hết vào những cái mầm mà đang có lụ này, cây hoa sẽ rất là đẹp, sẽ rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Lung linh sắc màu luôn các bạn, thời gian nữa chậu hoa sẽ rất là đẹp. Khi mình cắt dọn cái tán như này thì cái dinh dưỡng nó sẽ tập trung hết vào những cái cành này. Đấy. Và một số nó sẽ tập trung để hình thành cái củ phía dưới nữa. Nó không phải nuôi những cái lá già nữa. Đương nhiên cái lá già là cái lá già để nó không có cái tác dụng gì, mà tổ nó lấy đi cái dinh dưỡng của cái cây hoa thôi. Nếu chúng ta dọn được như thế này thì cây hoa nó sẽ phát triển rất là tốt. Sau một hồi lai hoay cắt tỉa để làm cho cây hoa thực dược có tái sinh lần hai, ra hoa lần hai. Như các bạn đang quan sát đây, những cái chậu mình đã cắt rồi, lúc này thì coi như là hoàn thiện rồi, không phải lo gì cả. Lúc này chỉ cần bón thêm, tưới thêm cho nó một ít phân rồi thôi. Các bạn nào bón thì bón, mà các bạn nào tưới thì tưới. Nếu bón thì bón xa nó ra, bón vào cái mép thành chậu này, thành miệng chậu này, chứ đừng ném vào gốc. Đấy, các bạn có thể bón rải rác rạng được, nhưng đừng bón vào cái gốc của nó. Một là đào rãnh giải phân, hai là chúng ta có thể lém cái viên phân ra, nó tỏa đều ra nhưng cũng phải chừa cái gốc ra. Đấy, cái phía bên trong là cái gốc già, cái gốc già thì thực ra cái rễ nó không ở đó. Đấy, rễ lúc này thì nó nằm toàn bộ ở xung quanh cái thành chậu này. Đấy, nó ở bên trong này là cái rễ lon ở đấy, thì cái rễ đó nó mới là cái rễ nó hút phân để nó nuôi cây. Đấy, chứ còn bên trong gốc này chúng ta không nên ném phân vào trong gốc nhá. Các bạn không nên ném phân vào trong gốc. Nhiều bạn bón phân vẫn bị coi như là sai lầm, là cứ ném phân vào trong gốc già trong này. Cái gốc trong này nó không có cái gì đâu, rễ nó ở ngoài hết rồi, chúng ta không cần phải bón phân vào đó. Ta cứ một là giải đều ra, hai là đào một cái rãnh nhỏ nhỏ, xong chúng ta giải trong lượt phân LVK đầu trâu đó. Sau đó lấp vào được mà không lấp được. Đây là cái cách để tạo ra một cái cây hoa thực dược tái sinh lần hai, cho hoa rực rỡ. Thì qua một vài cái thao tác đơn giản thôi, thì cây hoa thực dược nó đã thay đổi cái bộ tán hoàn toàn, và nhìn nó sẽ đẹp hơn so với lại mình cứ để tùm như vậy. Và video của mình xin được tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay, cho mình một like, một đăng ký kênh, và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.